để tìm lại cái tư liệu cái ảnh cây này. Cái lúc mà rũ đây xịt áp lực cao ấy, làm như là làm cây quốc tế luôn, nhưng mà lại có cái nét hồn cốt quê hương. Tất nhiên nó sẽ có những cái răm bỏ đấy quý vị nhé, không thể tránh được, nhưng mà nó quá dày và nó quá nhiều năm tháng sẽ có những cái khác nó bù vào ngay lập tức thôi. Không gian trà đạo, trà và tre. Đang bắt đầu càng ngày càng đông khách dần lên quý vị. Đó, quý vị xem này. Hôm trước mình ở trời mưa và xem cây này. Thì bây giờ quý vị xem, có thể xem là ví dụ một cái người cũng gọi là thuộc đậm người đấy, đứng cạnh cái cây đấy, quý vị xem thế nào. Khủng khiếp không? Và một cái điểm nữa mà mình thấy nó hay là ở cái phần nu này quý vị này. Phần nu mình thường mình nghĩ là nó hóa thạch kiểu như vậy, nhưng mà đây nó lại có những cái mầm, lại có những mất mầm. Và bây giờ muốn những cái chỗ này có hoa thì dễ quá, nuôi là nó có hoa thôi. Từ những cái nu mà kiểu như là những cái cây nhỏ mọc lên đá kiểu vậy. Yeah. Rất tròn đầy. Phần nu này chắc là cái gỗ nó cũng rất là tốt đấy. À, chua. Cái cây này là cây xăng lẻ chứ nhỉ? Xăng lẻ. Đúng rồi. Bằng lăng lá nhỏ, bằng lăng núi. Nhưng mà cái cốt này chắc là trong nó gọi là xăng lẻ. Cái phần nu này. Nó như là nu hương á. Đây được cả đôi bên kia nữa, một cây nữa. Cây bên kia nhỏ hơn tí. Mình cứ quen gọi là cây xăng lẻ. Hôm nay cô chú đi xem cây đấy ạ. Đấy, mời quý vị. Dạ. Đó, quý vị tình cảm chưa? Như đôi chim cù. Mình phải học tập dài. Mình thường là mình thì hơi ích kỷ một tí, là thứ nhất là cái vợ mình nó cũng không có cái đam mê này, nhưng mà thực ra đến những cái chỗ vui vui này thì ai chả thích đâu, nhưng mình nhiều khi mình chả thích cho đi cùng. phải rút kinh nghiệm dần quý nhá. Cô bác anh chị nha, lại xem lại cái tác phẩm yêu thích này. Tác phẩm yêu thích này. Đó quý vị ơi. Cái cây này lại phải trao đổi lại quý cô bác anh chị một tí là rất là nhiều đại gia săn đón, nhưng mà cái lúc mà vặt lá mình nhìn thấy đủ các cái hình thái của nó qua từng cái giai đoạn rồi, bao nhiêu năm tháng rồi. Vặt lá và cái lúc người ta rũ sạch đất rửa cái bộ bệ đi, nhìn cả mình lúc đầu mình nhìn thấy mình tưởng Indo ở chơi. Bởi vì là của mình thì gần như là toàn là để bệ bánh ấy. Xanh xi gần như rất ít khi mà mình rũ ra, trừ khi mà mình phải tác động mạnh hay là làm đá thôi. Cây này đợt ấy rũ ra nhìn nó quá là khủng khiếp. Rũ ra và người ta treo ngược lên cho nó ráo nước ấy, để tìm lại cái tư liệu cái ảnh cây này. Cái lúc mà rũ ra xịt áp lực cao ấy, làm như là làm cây quốc tế luôn, nhưng mà lại có cái nét hồn cốt quê hương. Tất nhiên nó sẽ có những cái răm bỏ đấy quý vị nhé, không thể tránh được. Nhưng mà nó quá dày và nó quá nhiều năm tháng sẽ có những cái khác nó bù vào ngay lập tức thôi. Mình hết lời ngợi khen cây này vì là thực ra nó là cái form mình đang chơi, và cái thứ nữa là cái dáng nó thì mình rất là mê. Đó, quý vị tưởng tượng khi mà ngày xưa một cái cốt làng, thực ra thì cái khung của cái cây này nó cũng bình thường thôi quý vị ạ. Qua năm tháng và bàn tay con người lên. Đấy, thì quý vị sẽ thấy những cái nét như này. Ví dụ đây, những cái cây tất nhiên để đạt được cái độ đẩy bông để răm ra thì nó lâu lắm, nhưng mà có những cái cốt như này quý vị nên dựng nó lên. Đây nó là một cái hình mẫu thành công. Phê không? Lại đi xem mặt sau. Mặt sau cái đấy mình còn thấy nó ấn tượng hơn.
cạnh nó chỉ đảm bảo cung cấp nhiều thuận lợi phong phú hình dáng đa dạng và chất lượng sản phẩm, mà còn phải tăng cường thêm chế tạo, nhất là đây, để xem cái góc này, nhìn này, mong cảm giác nó thoát vai hơn ở cái mặt trước kia, nhìn nó kiểu như nó cao cấp hơn. Quý vị thấy không? Vừa cốt vừa vách này, vừa chảy bếp này. Mình nhìn cái góc này phê vậy, nhưng mà nó lại là lưng và nó không phải mặt chính diện của lưng mà nó là góc chéo của phần lưng đây. Phê à? Đó. Quý vị à? Vẫn là những cái tác phẩm đấy, nhưng mà quý vị sẽ được ngắm nó kỹ hơn. Cái rừng này mà cái có lẽ là cái phông này phải là cái nền khác thì nhìn nó nổi hơn. Phông nó cũng là màu sẫm, đâm ra là hơi khó nhìn. Chứ nó là một cái rừng cũng rất là xuất sắc đấy. Rừng cái nó là cái rừng xanh. Bết ăn vào nhau rồi. Anh em gọi là cắn hết vào nhau rồi. Rất tiếc là cái nền này là nó là màu nâu, này mình không thay đổi được. Khối văn phòng chỉ có khối văn phòng với một số gọi là người ta làm lâu năm thì là nó bỏ tài khoản thôi, chứ còn nó đã xuống đâu là không có nhà không bằng tiền có tài khoản, nó tránh cái đi sang đây xem tre một tí đi. Đảo qua đảo lại cái vòng bonsai mini này. Từ giờ đến chiều sẽ rất là đông khách. Xe mát, bàn trà trực kỳ. Để xem cái tên cái tác phẩm này, Bạch Đằng Giang. Toàn là lịch sử cha ông thôi quý vị. Thơ nhá, và có cả những cái lời tựa dẫn giải đây. Vì sao lại có tên là Bạch Đằng? Trận Ngô Quyền thắng quân Nam Hán năm 938 đúng không quý vị? 938. Trận chiến trên sông Bạch Đằng. Đó. Mở theo tôi nhớ về cái phần lịch sử thì là mở đầu cho cái thời kỳ gọi là nước ta tự chủ ấy, chính thức tự chủ thì trước đó cũng rất là lâu, nhưng mà chính thức là cắt cái mạch phong kiến phương Bắc xâm lược, tức là đô hộ đấy, Bắc thuộc kết thúc cái thời kỳ Bắc thuộc. Nhà Ngô lúc đấy vẫn là Vạn Xuân nhỉ, đúng không, vẫn là Vạn Xuân nhỉ. Nhà Ngô trước đó là mấy trăm năm đúng không, là nhà Tiền Lý đúng không, Lý Bí đúng không, thì đã có chính quyền, có nhà nước Vạn Xuân rồi, nhưng mà sau đó lại bị đô hộ, lại bị Bắc thuộc tiếp. Thì từ thời Ngô Quyền trở về sau này thì nó là chấm dứt cái sự Bắc thuộc, mặc dù là Trung Quốc rồi Nguyên Mông rồi nôm na là phương Bắc tấn công rất là nhiều, nhưng mà không đô hộ được lần nào cả, không lần nào thành công. Đó thì là nó cái cột mốc lịch sử rất là vẻ vang của dân tộc. Có lẽ là quý vị cũng nên tìm hiểu về cái này tí nhỉ, nếu mà ai chưa nắm được, sơ sơ như mình chắc là cũng được rồi. Đó. Sau đó thì nhà Ngô, nhà Tiền Lê nhỉ, Tiền Lê nhỉ, là vua Lê Hoàn đấy đúng không? Là nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Tiền Lê, Ngô, nhà Đinh. Đinh Bộ Lĩnh là dẹp loạn 12 xứ đó. Đó. Nhưng mà cũng cái mấy triều đại không kéo dài được lâu. Thì đến nhà Tiền Lê. Vua Lê Hoàn, Lê Đại Hành ạ. Đánh giặc rất giỏi nhưng mà cũng không triều đại không kéo dài được lâu.
hình ảnh của bác tổng đấy, đã đưa cái tầm tre Việt lên một tầm cao mới. Bây giờ có rất nhiều câu lạc bộ tre bonsai. Thì nó phải gắn với một cái sự kiện hay là một cái địa chính trị nào đó thì nó mới nó kiểu như là một cái chất xúc tác. Đấy, ví dụ mình đang chơi đấy nhưng mà nó cũng chẳng được ghi nhận mấy và nó cũng thấy nó cũng bình thường, nó cũng không dạo dực. Nhưng mà khi mà tự nhiên một cái nơi nào đó thật sự là nó tôn vinh nó lên thì mình cảm thấy mình yêu quý nó hơn và đầy mạnh phong trào lên. Và thực chất là cũng có những cái lành mạnh, những cái cuộc giao dịch cũng rất là lớn. Giá trị của những cây tre, mình thấy có những cái cây giao dịch hàng trăm triệu. Không hề đơn giản. Mấy cọng lan còn có thể lên được hàng tỷ một cái mẩu mà chưa biết sống như nào. Thì quý vị có thể tưởng tượng là những cái tác phẩm tre này thì sao cũng không lên được, đúng không? Không gian trà đạo, trà và tre. Vui nhỉ, nhưng mà phải có bạn ngồi trong này. Tạm gọi là các bạn trà nương. Đấy, quý vị. Sân khấu đây quý vị nhá. Tối nay khu vực này sẽ rất là vui. Đó, sân khấu. Chống hội hoành tráng luôn. Chính diện sân khấu đây quý vị nhá. Và bên này ngay đối diện đây là khu vực trà. Khu vực trà. Thiên Sơn Vân Long. Không gian thưởng trà. Đó. Dựng lên không gian này cũng kỳ công đấy nhỉ. Ồ, cô bé kia giới thiệu của tác phẩm hay quá nhỉ. Để xem nào, hiểu biết có sâu không. Các bác nào có đối tác nào mà xinh đẹp bắt mắt tí thì nên dẫn đi làm YouTube. À đấy, lại phải training tí xong rồi lại nói lại. Phải có đào tạo chứ, đúng không? Nhưng mà người ta còn hợp tác là được rồi. Quý vị thấy nó có tí gọi là vitamin gương và nó dễ xem hơn, đúng không quý vị? Nhưng mình thì khô khan này thì nếu khi chả ai xem ấy. Thông minh, biết tận dụng cái vốn tự có. sử dụng được cái vốn tự có đấy cũng là một cái dạng tài năng. Miễn tốt và hiệu quả được, không phạm pháp. Ui giời, các thầy. Lại đi ra lại khu vực phía bên kia một tí quý vị nhé. Hôm nay chắc là cũng sẽ về sớm. Sang tuần thì mình lại tiếp tục lang thang ở đây thôi. Đó là cái khoảnh khắc mà khai mạc thì không có ở đây thôi. Chứ còn là những cái tác phẩm đây thì cũng không lạ gì rồi. Đây cũng là có lẽ là cái tác phẩm to này cũng là một cái tác phẩm chấn ở cái khu vực này mà đại đa số mọi người sẽ hơi bị hút vào đây, vừa để chụp ảnh tập thể cá nhân cũng như là ngắm nó khác biệt, nó to, nó khác biệt.
biệt. Đấy, quý vị xem. Cái điểm bết rễ này đỉnh cao. Có lẽ đây là một cái cây mà rất nhiều người chụp ảnh ở cái khu vực này. Đi chơi, đi xem cây về thì có tư liệu đúng không quý vị? Đó quý vị nhé, làm kiểu tập thể ở đây. Chậu này nó dài, kéo phải đến gần khoảng 5 mét đấy quý vị đó. Thoải mái chụp.